Dạ vâng, Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị, quý nhà đầu tư lời chúc sức khỏe, luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hiện tại Biển Xanh đang có mặt trong khu dân cư Cát Tường Phú Sinh. Nơi đây là một nơi du lịch và nghỉ dưỡng đó quý anh chị. Phía trước là công viên thế giới tuổi thơ, còn đây chính là một quỹ đất để xây trường cấp 2 và trường cấp 3 đó quý anh chị nhé. Còn bên kia thì chính là kênh du lịch Sông Trăng, con kênh dài 1,7 km. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ, giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất hướng Nam có diện tích là ngang 4, dài 18 bằng 72m², đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, nằm ngay kế bên là công viên thế giới tuổi thơ và quỹ đất để xây trường cấp 2 và trường cấp 3 đó quý anh chị. Và đây chính là vị trí của lô đất quý anh chị nhé. Là tính từ cái cây đó mình đo ngang sang là 4 và dài sâu xuống phía dưới là 18 bằng 72m², đất thổ cư 100%. Và cái lô này thì có giá là 730 triệu, còn thương lượng nhẹ, bớt chút lộc may mắn, bao sang tên công chứng trong ngày. Quý anh chị mình mua là chỉ việc đặt cọc và hẹn ngày cùng nhau lên phòng công chứng Đức Hòa là sang tên công chứng ngay quý anh chị nhé. Vị trí của lô này thì nó khá là đẹp, nằm gần ngay cái quỹ đất để mà xây trường cấp 2 và trường cấp 3, cùng với đó là công viên thế giới tuổi thơ. Khi mà cái quỹ đất này mà mọc trường học lên thì những cái lô đất xung quanh này là lên như vàng đó quý anh chị. Giống y chang như là khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, những cái lô đất xung quanh trường học bây giờ giá lên rất là cao. Năm ngoái, mới đầu năm ngoái, cái trường ở trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia chưa có mọc lên thì giá đất còn khá là bình thường, khá là ổn định. Nhưng mà đến năm nay cái trường đó mọc lên và bây giờ thì đã xây sắp xong rồi, chuẩn bị đi vào hoàn thiện, thì những cái lô đất mà ở xung quanh cái trường đó thì bây giờ giá nó đã tăng khá là cao rồi quý anh chị nhé. Đồng thời với nó thì cũng giống như là cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này, hiện tại thì những cái quỹ đất để mà xây trường, xây các tiện ích chưa có mọc lên. Nhưng mà một khi những cái tiện ích này mọc lên thì những cái lô đất xung quanh trường học này giá nó lại tăng lên khá là nhanh đó quý anh chị nhé. Cái lô này thì chỉ có 730 triệu là còn thương lượng, bớt chút lọc may mắn để quý anh chị mình mua đầu tư, hoặc mua để dành cho con cháu sau này. Cũng có thể là mình mua để sau này mình về già, mình có tuổi thì mình có thể mua để mà nghỉ dưỡng quý anh chị. Và cái vị trí của lô đất này thì nó khá là tiềm năng, ẩn chứa khá là nhiều tiềm năng đó quý anh chị. Khi cái trường này mọc lên, trường cấp 2 và trường cấp 3 này đã được chủ đầu tư để sẵn ra để xây trường. Một khi đã mọc lên thì giá những cái lô đất xung quanh này, xung quanh cái trường này nó sẽ tăng lên khá là nhanh đó quý anh chị nhé. Và lô này nó là hướng Nam, rất là mát, nếu quý anh chị mình mua để ở thì cũng khá là mát đó quý anh chị. Hướng Nam là một trong những cái hướng nó rất là mát. Bên kia thì chính là công viên khủng long với những chú khủng long cao lớn. Mình xây nhà ở đây thì chiều chiều có thể ra công viên đó để mà tập thể dục, hóng mát, ngắm cảnh. Trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này thì có hai cái hồ sinh thái lớn rộng 15 hecta và 23 hecta. Chính vì thế mà không khí ở trong này nó giống như là trên Đà Lạt vậy đó quý anh chị, quanh năm dịu mát. Không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe, cũng không ngập nước. Mình về đây để an cư lập nghiệp thì cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này là một điểm đến vô cùng là lý tưởng, một điểm dừng chân để quý anh chị mình tìm chỗ an cư khá là tốt quý anh chị nhé. Bao bọc xung quanh đây thì có rất là nhiều khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn. Chính vì thế mà kéo theo đó là một lượng lao động vô cùng là lớn về đây để làm ăn, sinh sống và lập nghiệp, thì cái nhu cầu về nhà ở cũng từ đó mà tăng lên rất là nhanh. Chính vì thế mà quý anh chị mình có thể về đây đầu tư thì cũng rất là dễ thanh khoản những cái lô đất, những cái căn nhà khi mà mình đầu tư, xuống tiền đầu tư ở cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này quý anh chị nhé. Và đồng thời thì xung quanh có nhiều khu công nghiệp lớn như vậy thì quý anh chị mình về đây để sinh sống thì cũng rất là dễ tìm công ăn việc làm ở cái khu vực này. Biển Xanh xin nhắc lại, cái lô này là hướng Nam, nằm ngay bên cạnh là công viên thế giới tuổi thơ cũng như là quỹ đất để xây trường cấp 2 và trường cấp 3. Hướng Nam, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, giá là 730 triệu còn thương lượng, bao sang tên công chứng trong ngày cho mình. Quý anh chị và các bạn có xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhấc máy ngay lên, kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh, số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư
luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ, Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư ở những clip tiếp theo nhé.